Ba mẹ ơi, Tết này con có một món quà dành cho ba mẹ. Quà cáp gì? Bao giờ lấy chồng? Hello baby. Mở nhạc của tôi, TV. Nhạc xuân rộn ràng. Mùa xuân mới, tình yêu phơi phới, pháo hoa ngập tràn nơi. Giới thiệu với cả nhà, đây là bạn con. Dạ, chào cả nhà, con là Bình. Bạn hay bạn trai? Bình ngồi chơi với mọi người tự nhiên nha con. Ông ở nhà, ra siêu thị mua sắm ít đồ Tết. À, khoan đã cô. Thời tiết thành phố Hồ Chí Minh chiều 30 Tết. Nhiệt độ trung bình là 28 độ C, có thể có mưa phùn. Nắng mưa là chuyện của trời, cô đi không ướt là chuyện của con. Giờ con đưa anh đi vô chào nội nha. Ủa, nội đang nghe gì vậy? Nội đang nghe hai Tạo Quân. Ý ảnh hỏi, nội đang nghe gì vậy? Tạo Quân. Ta-da! Khổ quá, tôi đang định báo cáo thế này. Wow, tôi quay sang cái chuyện nắm tôm này ngon. Gói bánh khó, có anh lo. Cách gói bánh chưng đẹp triệu like. Wow, triệu like cho anh. Cảm ơn em đã luôn ở bên cạnh anh những lúc khó khăn. Đối với anh, em thật sự hoàn hảo, đẹp hoàn mỹ cả trong lẫn ngoài. Thế thì anh yêu cái tivi này hay là yêu con gái tôi? Dạ, tại nãy giờ con đang tập. Dạ, vậy bây giờ con làm thật nha bác. Anh yêu em, mình về chung một nhà em nhé. Được không bác? Không. Một nhà hai mình cũng phải tính ngày lành tháng tốt để thành đôi. TV Sony Bravia, chỉ cần giọng nói hiểu mọi ý ngay. Sony.